Rồi, em Tiên Phúc Euro Sài Gòn xin kính chào các anh em. Thì buổi chiều hôm nay thì em giới thiệu đến em một ít cặp loa em mới về. Và còn một mớ âm ly nữa thì em chưa có vui kịp làm clip cho anh em. Thì hôm nay trước mắt thì em giới thiệu đến các anh em ba đôi loa. Một là đôi LS Kenwood LS 80, một đôi Pioneer S70, dòng S dòng cao cấp của hãng Pioneer. Thì bên đây lối tem mát thì đủ em đã bỏ ở đây. Và cặp thứ ba đó là cặp cũng Kenwood là hết 405 full thùng shop anh em ha. Đây full thùng shop, giấy tờ của hãng, hàng Mỹ, này là hàng Mỹ anh em, hàng Mỹ thì luôn có những cái bảo vệ cạnh thùng như thế này. Đây rất là chất, hàng này là hàng mình về USA nha anh em. Thùng gỗ lạng bắt 25 rất là đẹp. Xíu em sẽ mở cho anh em xem. Thì hôm bữa thì em làm cái clip giới thiệu đến em cặp loa Kenwood LS 80 đầu. Thì em có giá là em cân nhắc lại xíu là 5.6 triệu anh em ạ. 5.6 triệu bắt 27 mà carbon. Bích rất là lớn của màn carbon luôn và một cái chip đơn rất là lớn. Thì em sẽ làm cái clip thử nội thất cho anh em rồi. Hôm nay em làm cái clip test cho anh em cảm ơn. Và sẵn bên cạnh đó thì em giới thiệu với anh em một cặp Pioneer S170 Bass 25, một chiếc điện và một mic rất là to, hàng về cực kỳ đẹp. Em này là cực kỳ đẹp luôn, anh em nhìn là test liền. Thùng vách là không một vít trầy, không một vít mẻ gì hết ha. Màu vàng rất là đẹp, anh em nhìn phía trước là hay biết rồi, lưới cũng rất là đẹp luôn, tem mát logo đầy đủ, mát nè, mát nè. Thì cặp này có giá là 11.500.000 đồng anh em, 11.500.000 đồng bao ship toàn quốc. Thì em sẽ một cái clip làm riêng cho cặp loa này, thì anh em nào có quan tâm thì gạch đá thì gạch giúp em, thì em sẽ làm cái clip test riêng. Cặp này là đẹp xuất sắc nha anh em, không tì vết. Em sợ video nó dài quá thôi, để em lọc cái rồi cho anh em xem nó như thế nào. Tại cái hàng này em đã xem ra bên ngoài thì em mới thấy kỳ mới luôn, chưa qua spa spec gì hết á. Cặp này tiếng rất là hay, rất là linh đám rồi, 11.500.000 đồng nha anh em. Cái bên đây là cặp Kenwood cái đời đầu, là chúng ta nó sản xuất bên Mỹ, sau này sau những năm mấy nó mới chuyển giao bên Japan. Cặp này là cực kỳ hiếm luôn. Lưới càng là cực kỳ đẹp nè anh em. Rất là mới luôn. Nè, lưới ở trong hàng thùng như là chưa xài luôn á. Đấy. Em bỏ nó qua bên. Đây anh em. Thùng gỗ lạng rất là chắc chắn, một cái chép đơm rất là to. Và sở hữu một cái bát 25, hiện trạng là đang một gân, một viền gì đó. Tùy theo anh em gọi. Xu một bát 25. Thùng gỗ lạng rất là đẹp. Kéo anh em ra. Đây. Đó, nó có cái gờ rất là đã, có lỗ hơi nha anh em. Cái này chơi rất chắc, rất là hay đây. Nè, còn nguyên bọc nguyên xe ở trên. Nè, không vết này. Cái bên này cũng vậy. Không tì vết luôn. Đó. Quá là xuất sắc luôn. In USA. Thùng gỗ lạng rất là đẹp. Đó là cặp loa rất là đã. Đáng sở hữu luôn. Rất là nguyên một cái tấm
tấm gỗ lạng rất là bự luôn. Full thùng shop anh em ha, này là hàng như là hình như là chưa xài luôn á, còn tồn kho á. Cái gạch này tới bây giờ còn thùng shop mà, cái này chúng ta bụi lao lên cái là bóng lừ liền. Cái dân gỗ lạ rất là đẹp, đặc biệt cái lưới nè, lưới anh em dùng gỗ nè. Theo logo này rất là chất. Thì cái đầu này thì đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nè, 6 triệu rưỡi full tục shop. Anh em nào yêu gạch đá thì em nhận gạch thì em sẽ làm lại gân, còn những cái hàng full tục shop thế này thì em sẽ để nguyên bản như vậy ha. Anh em nào yêu thì gạch em làm lại gân, 6 triệu rưỡi là bao ship toàn quốc và bao luôn làm gân anh em không. Còn anh em nào lấy tại chỗ thì trừ tiền ship và trừ tiền gân ra thì nó cũng khoảng tầm 6 triệu thôi anh em ha. Đó, những cái cặp dòng S 170 rất là chất, rất là hiếm, chất âm rất là hay. Rồi thì tiên thì em test cặp Kenwood ha, cho bác nào yêu thì chuyển khoản cho em ship toàn quốc, bao ship toàn quốc ha, 5.6 triệu nè, đất 25. Cái dòng lo đa thể loại nhạc chúng ta có thử vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke được. Để nghe mở qua một đoạn nhạc đây. Em có còn ít âm ly nữa chưa có khui làm việc cho anh em thì trước mắt này chúng ta có một con Lutman 504 với giá là 7 triệu anh em ơi, đẹp xuất sắc. Sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm để thắm ướt chiếc áo xanh và đắm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay bật bước. Em sang sông bàn tay nâng niu ân cần, sờ đất đã lấm gót chân, sờ giá rét buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chẳng đôi mình không quen, đừng bước chung một lối về có đâu. Rồi em xin kính chào các anh em, chúc anh em buổi chiều vui vẻ.